là cái màn hình đôi nha cả nhà, màn hình đôi, hai màn hình nhỏ kết hợp thành một màn hình lớn. Hiệu ứng rất là chân thật nha cả nhà. Những cái hiệu ứng hoàn cảnh GP khỏe rất là đẹp, sắc nét, mang lại cái cảm giác chân thật hơn. Đây là mình nhập cho khách hàng, sau đó mình sẽ review và quay sơ cho cả nhà xem để sau đó mình sẽ bàn giao lại cho khách hàng, đưa vào trung tâm giải trí để chính thức hoạt động. Đây là ngoại hình quang cảnh của máy nha cả nhà, rất là đẹp. Ở đây có cái hộc để mình chứa đồ vô bên trong này ha. Rồi săn cá mập đi, săn cá mập đi. Rồi. 335 tiếp cho nữa, cái này mày nhẹ hả? Anh em đi coi. Chẳng nghe đâu. Tiếp. Hello cả nhà, mình đang quay cho cả nhà sản phẩm câu cá 3D. Cái này là cướp biển nha, phần mềm cướp biển khá là hay. Đây là một trong những cái sản phẩm giải trí cao cấp, thuộc phân khúc siêu cao cấp, chứ không phải cao cấp nữa, siêu cao cấp. Khá là đắt tiền, cái dòng này rất đắt tiền. Với tính năng đồ họa 3D ở bên trong, cái hoạt cảnh mang lại cái hiệu ứng rất chân thật nha cả nhà. Như cả nhà có thể thấy, đây là một trong những cái sản phẩm cao cấp mà mình nhập về cho khách hàng. Với cái tính năng như là bắt những cái con cá ở bên ngoài biển khơi đó, rất là đẹp, hiệu ứng 3D, hình ảnh sống động nha cả nhà. Sản phẩm này được nhập nguyên kiện nha cả nhà, nguyên kiện, nguyên hòm, nguyên rương luôn. Khá là đẹp. Mình câu cái con cá cái này nó hay, cái là mình câu cái con cá bự á, là quay cái này nó nặng nha. Nó có tích hợp cái tính năng gọi là cảm biến ở bên trong bộ cần quay, mang lại cái cảm giác chân thật hơn. Nó giật lại, đúng rồi, nó giật cái gần lại. Cá càng lớn thì quay nó càng nặng. Nó có cảm biến ở bên trong cái thiết bị này luôn nha cả nhà. Phân khúc này là phân khúc siêu cao cấp, rất đắt tiền. Sản phẩm này như mình vừa quay cho cả nhà đó, là phân khúc siêu cao cấp. Cái dòng này là thường là họ xuất khẩu qua các thị trường châu Âu và Nhật Bản nha cả nhà. Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản là ba thị trường chính để xuất khẩu những cái sản phẩm này ra bên nước ngoài. Thì nói chung là những cái sản phẩm cao cấp như thế này thường khách hàng đặt ở trong những cái trung tâm lớn, một cái trung tâm thì khoảng hai máy là phù hợp, khá là đẹp. Đây, câu cá trẻ em. Câu con cá bự này. Quay thử đây.
cho lên điểm đây quan.